Hello, xin chào cả nhà, chào mừng các bạn đến với video của mình. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện về một chai nước hoa của nhà Danhue đó. Nó có tên là Danhue Icon. Chai nước hoa này ra mắt vào năm 2007 với cái hương đầu của nó là cam bergamot, hoa cam nidori, tiêu đen, tinh dầu lá cam. Hương giữa là hoa oải hương, tiêu đen, bạch đậu khấu, cây xô thơm, cỏ bách xù. Và hương cuối là cỏ hương bài, gỗ trầm hương, gia thuộc, rêu sồi và hoa diên vĩ. Khi các bạn nghe em qua những cái thành phần nguyên liệu mùi hương thì các bạn cũng có thể cảm thấy đây là một cái mùi hương cay nồng, nam tính đó. Và có một số ý kiến cho rằng chai nước hoa này nó có cái nét giống với một sản phẩm của nhà Hermès, đó là Terre d'Hermès. Thì thực ra cái này là quan điểm của mỗi người, bởi vì nó cũng dùng một số những cái thành phần nguyên liệu giống như với Hermès, đó là cam, tiêu. Nhưng còn đối với mình, cái cảm nhận của mình thì chai nước hoa này thật sự là không giống quá nhiều đó. Bởi vì mùi hương của chai nước hoa này nó trầm và mình cảm thấy một cái gì đó nó đậm hơn đó, và hương vị mùi hương của nó lại lẫn khá nhiều những cái nốt nguyên liệu khác đó. Mà ở đây theo mình, như mình cảm nhận nhé, đó là cam, tiêu, hoa diên vĩ và gia thuộc đó. Khi các bạn mới xịt lúc đầu ấy thì cái nốt cam và cái nốt hăng nồng của tiêu nó nổi lên khá là rõ. Và sau đó là nó khoảng 5-10 phút sau thì bắt đầu mình cảm giác thấy có một cái chút gì đó khá là dày. Thì đối với mình thì mình cảm nhận thấy đó là hoa diên vĩ và gia thuộc. Một cái mùi hương trầm hăng nồng đó. Và sau 30 phút thì nó vẫn là cái mùi hương như thế, vẫn là cái mùi hương hăng nhẹ và nồng nhẹ. Và nó có một cái xu thế là nó bám chặt lên trên da của mình. Nó không tỏa ra mà nó lại bám riết lên trên da của mình. Nó dạng như kiểu skin scent đó. Đấy là những cái gì mình cảm nhận về mùi hương của chai nước hoa Danhue Icon. Một cái mùi hương nam tính, đơn giản, không quá là cầu kỳ. Và sau đây chúng ta hãy cùng xem phản ứng của các chị em khi được ngửi mùi hương của chai nước hoa Danhue Icon. Ở đây anh có mùi hương của một chai nước hoa ấy. Em ngửi và em cho anh ý kiến là em thích mùi hương này hay không nhá. Đây em ngửi vào đây này. Đúng không? Em không thích à? Tại sao? Nó quá nồng hay là như thế nào? Em cảm thấy nồng. Nồng à? Nếu mà như thế thì từ 1 đến 10 em cho mùi hương này là mấy điểm? Em cho 6 điểm. 6 điểm à? Rồi anh cảm ơn nhá. Mình có mùi hương của chai nước hoa này, bạn có thể gửi và cho mình xin ý kiến là bạn thích hay không nhá. Bạn không thích lắm à? Nó hơi nồng à? Còn đó không được dễ chịu lắm mà mùi nó. Thấy như kiểu khô đấy. À thế à? Em không cảm thấy dễ chịu, không cảm thấy là gửi và cảm thấy nó dễ chịu đúng không? Nếu mà từ 1 đến 10 bạn sẽ cho chai nước hoa này là mấy điểm? 3 điểm. Rồi mình cảm ơn nhá. Bạn hãy gửi và cho mình xin ý kiến mùi hương của chai nước hoa này như nào nhá. Đây bạn gửi vào đây. Ok. Bạn thấy thế nào? Có nồng quá không? Bình thường nhưng mà mùi hơi hơi gây khó chịu. Hơi ngái ngái đúng không? Nếu mà từ vậy thì từ 1 đến 10 bạn sẽ cho chai nước hoa này là mấy điểm? Mùi hương này từ 1 đến 10 bạn sẽ cho nó mấy điểm? 7 điểm à? Rồi ok, mình cảm ơn bạn nhé. Một kết quả có thể nói là rất là tệ đối với một mùi hương của chai nước hoa. Vậy thật sự mùi hương của Danhue Icon này nó có tệ đến như thế hay không? Với cái quan điểm của mình, mùi hương của chai nước hoa này nó không tệ. Thực sự nó không tệ. Nó có thể không phải là xuất sắc nhưng mà nó không tệ. Trong cái suy nghĩ của mình thì trên đến nay ấy, bản thân mình không thích những cái sản phẩm nước hoa có nguồn gốc từ Anh Quốc, bởi vì những cái mùi hương của nó mình cảm giác nó phản ánh cái tính cách con người của họ. Nó có cái nét thô ráp và không có cái sự bay bổng đó. Mùi hương của những cái sản phẩm nước hoa đến từ Anh Quốc nó không có cái vẻ lãng mạn giống như các sản phẩm của nước Pháp, hoặc là nó không có cái vẻ lãng tử giống những cái mùi hương của nước Ý đó. Và
như mình đã từng được thẩm, ví dụ những cái sản phẩm của nhà John Hill, nhà Burberry, nhà Talligan, tất cả những cái chai mình được thẩm nó đều có một cái gì đó, nó giống như một đường thẳng này đó, không hoa vè hoa sói mà là một đường thẳng. Do đó là thực sự mình nghĩ là đối với đại đa phần gu mùi hương của các chị em Việt Nam chúng ta thì nó không đủ cái độ hấp dẫn để thu hút, bởi vì các chị em của chúng ta thì thường có xu hướng thích một cái mùi ngọt nhẹ, có một gì đó, một cái chút sexy, một cái chút lãng tử đó, chứ một cái mùi hương mà nó đơn giản, có thể là nó nam tính nhưng mà nó quá đơn giản và có thể gọi khô khốc thì chắc chắn không thể gây được thiện cảm đối với các chị em chúng ta đó. Chứ còn chai nước hoa này thực sự là nó không tệ đó. Chai này thì đối với mình cảm nhận nên dùng vào thời điểm thích hợp nhất, đó là thu đông, và dùng để cho đi làm là ok nhất. Đi gặp gỡ bạn bè thì chỉ nên dùng vào ví dụ đi cà phê, đi gặp mặt uống nước bình thường thì bạn có thể dùng được mùi hương này. Còn nó mình nghĩ là không hợp để dùng đi hẹn hò và đi những cái buổi party, thì thực sự mùi hương của chai nước hoa này nó không hợp, nó không thích hợp đó. Về độ tuổi chai nước hoa này, bởi vì tính chất mùi hương của nó khá là già, do đó là mình nghĩ là tầm trên 25, thậm chí là tầm 27 thì hãng dùng mùi hương của chai nước hoa này. Về độ bám tỏa mùi thì trên da mình thực sự là nó không được quá xuất sắc đó. Tầm từ 3 đến 6 tiếng và độ tỏa mùi thì không quá xa. Như mình đã nói, nó có xu hướng skin scent trên da của mình đó. Còn mình cũng biết là có thể là trên da các bạn nó sẽ xuất sắc hơn đó, nhưng mà trên da của mình thì không được quá lâu đó. Thì trên đây là những cái cảm nhận của mình về chai nước hoa John Hill Argent. Rất là hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu bạn cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.